nhìn tới kiểu gì đấy? Làm cái gì đấy, bị điên à? Gì vậy? Hôm nay thực một món quà dành cho cậu. Tiền à? Đâu? Đâu? Đây thế nào? Xin cảm ơn. Trời ơi sao lại ấm thế. Anh yêu, 50-10. Ôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Ước gì ngày nào tôi cũng được như thế. Mới bán xe xịn xong đúng không? Thì cố gắng bán thật nhiều nha. Sao cứ mang về cho vợ như thế nha. Ngoài món quà đấy ra thì đây cũng là một món quà mà. Ô thế à? Tôi còn điều động cả thằng Long sang phòng ông bà ngủ hôm nay rồi. Tonight, only for you. Early. Nhưng mà cậu ơi, hôm nay cậu đen rồi. Tớ rất thích, nhưng mà tớ rất tiếc. Thôi để 3 ngày nữa. Tớ đi cắt tiền này. Cắt cho nó chắc đã nhá. Thank you. Nhưng mà người ta bảo là phụ nữ vào cái ngày này cơ thể người ta rất là mệt, đặc biệt là chỗ cổ vai gáy. Cho nên nếu mà cậu thích thì cậu vẫn có thể massage cho tớ. Chớp. Em ơi, thích thích nhở? Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời gì không? Vừa có tiền lại vừa được massage. Cái nhẫn. Nhẫn là sao? Sao hôm nay cái nhẫn của cậu nó sắc thế? Suýt cứa cả vào cổ. Đúng rồi. Tao phải lấy chai dầu massage. Trời ơi, sao tháo nhẫn cưới lại để ở đây? Tháo nhẫn cưới phải cất đi, để ở đây nhá, đến ngày xong rồi nó... Đấy. Nó rơi vào gầm giường nhá, lúc đấy có mà tìm, khóc luôn đấy. Đứa nào vừa làm rơi? Thì tớ làm rơi xong tớ nhặt lên. Cậu... Tớ... Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Sao? Tại vì tớ thấy đàn ông khi mà lấy vợ rồi, xong rồi cũng có con rồi, cũng có tăng cân, nhưng mà vẫn đeo vừa nhẫn cưới. Trong khi tớ lấy cậu cũng không hẳn là tăng cân. Thế mà tay tớ phải đi nới đến 2 lần rồi. Không béo. Tớ... Không hề béo. Mà kể cả cậu có béo lên độ 5-7 cân thì tớ vẫn cứ thấy là nó đẹp. Vẫn như một bông hoa. Thật không? Thật.